thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, các cơ quan chức năng phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng và đơn vị chủ đầu tư khu công viên văn hóa và đô thị Đà Lạt hiện đang gấp rút xử lý tình trạng ô nhiễm cho hồ đội có. Theo ông Phạm Tường Quang, trưởng phòng kỹ thuật xí nghiệp quản lý nước thải thuộc công ty cấp thoát nước Lâm Đồng, trong những ngày vừa qua, đơn vị đã tiến hành các biện pháp kỹ thuật khơi thông dòng chảy, thu dọn đất đá trong các cống thoát nước, hố ga để tăng lưu lượng nước bơm từ hồ Đội Có vào hệ thống thoát nước chung của thành phố với công suất bơm 60 mét khối trên một giờ. Song song đó, tiếp tục xử lý nước thải sinh hoạt vào chung hệ thống về xử lý nước thải của thành phố Đà Lạt, hạn chế nước thải sinh hoạt chảy xuống hồ Đội Có. Về phía chủ đầu tư khu công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt, công ty cổ phần địa ốc Trung Nam cũng đang tiến hành bơm nước ô nhiễm trong hồ Đội Có vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố Đà Lạt, sau đó tiếp tục bơm nước từ hồ Xuân Hương vào hồ này để khắc phục tình trạng ô nhiễm, đồng thời nghiên cứu tiến hành trồng thủy sinh thả bèo có kiểm soát để hạn chế mức độ ô nhiễm tại hồ. Sau khi xử lý trả lại hiện trạng nguồn nước sạch, đơn vị tiếp tục thả sen hoa súng để giảm mức độ ô nhiễm, giữ gìn môi trường sạch đẹp cho mặt hồ. Cũng trong năm nay, chủ đầu tư khu công viên văn hóa và đô thị thành phố Đà Lạt sẽ tiến hành nạo vét phần bồi lắng trong khu vực hồ Đội Có. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cũng cho biết thêm, để khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở hồ Đội Có, Ủy ban nhân dân thành phố đã đề nghị công ty cấp thoát nước Lâm Đồng sớm lập kế hoạch triển khai đấu nối hệ thống nước thải của những hộ và các nhà hàng khách sạn vào hệ thống nước thải chung của thành phố Đà Lạt. Được biết, hồ Đội Có là một trong 4 hồ lắng thuộc danh thắng cấp quốc gia. Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt có dung tích trên 6.000 m2 với mực nước cao từ 1,5 đến 2 m được đầu tư cải tạo trên 20 tỷ đồng. Mẹ con. Phần thi chung sức các thành viên tham gia một trò chơi vận động. Hội thi được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Lạt tổ chức hàng năm nhằm nâng cao kiến thức kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp trong việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ thơ, những kiến thức cơ bản ban đầu trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.